lên cá nha anh em. Cá cốc, cá cốc. Đâu đâu đâu, cốc đâu. Trời ơi chào bá luôn. Đưa vô cái bắp đùa, đưa vô cái ống quyển coi, bằng cái ống quyển không? Tới mồi luôn anh em ơi. Lên nha, bắp cá nha. Quá đã luôn. Rồi lên con cá cốc nha. Ấm no cuộc đời. Xong cuộc đời rồi, em ơi được rồi. Trời ơi, nó dính con cá cốc mà nó chạy như con chim vậy á. Nó bay, nó nhảy. Lên luôn. Rồi, bảo cá luôn nha anh em. Quá bảo rồi. Làm quá làm. Bào quá bào rồi. Cục mồi còn nguyên. Trời ơi, dính con cá mà cục mồi còn nguyên luôn đó nha anh em. Quá bào rồi. Có anh em này nó bào ghê thì nó ốm mà nó bào tới xương luôn. Hơi nóng rồi. Quá ngon luôn. Đẹp trai. Rồi tiếp tục lên con cá chép nha anh em. Chép về đây. Rồi này chép nhật nha. Rồi bỏ vô miệng luôn. Ấy lộn. Bỏ vô rộng luôn. Thời tới đợi không kịp. Thời tới. Đừng chừng nào đây. Cần đỏ kìa. Ba cần luôn, không biết chừng nào luôn. Ủa cần này nhịp dữ hả? Hai cần này cũng nhịp theo. Không khỏe lên được cái nào luôn. Cá luôn, cá luôn. Cá luôn. Có cá luôn. Dướng cần, dướng gác rồi dướng. Có không? Thấy rồi. Thấy rồi. Bốn cây luôn. Vô mánh. Lên nữa rồi nha. Rồi rồi rồi, giao bào rồi, bữa nay giao bào bén luôn rồi. Mấy ai mới bào mới mà giao lại. Này chưa lên kìa, nó xuống nha. Đánh cá sông rồi làm như đánh cá hồ với anh em. Cái cần này vừa chưa kịp xuống nữa là cái cần kia lên là cá còn móc trên trên lưỡi rồi. Rồi hello cả nhà nha, chào cả nhà đến với kênh YouTube Thôn Vlog nha. Có gì anh em cần thủ cầu thủ có xem kênh YouTube Thôn Vlog thì cho mình xem một like, một share và một đăng ký để ủng hộ kênh. Anh em có nhiều động lực để phát triển thêm và đi ngay khai phá những cái nơi câu và bán câu mới, giúp cho anh
da này bổ sung thêm chất sữa, chất xám để cho mập mập lên, nó ốm tội nghiệp đó. Chết em. Về chiều rồi mưa rồi, thôi giờ anh em mình chuẩn bị rút cần.